Chào mừng các bạn đến với bản tin chuyển nhượng ngày 29 tháng 7 trên kênh bình luận viên Anh Quân Nhiều. Thị trường chuyển nhượng vẫn đang diễn ra vô cùng sôi động. Rất nhiều bom tấn vẫn đang chờ đợi các đội bóng lớn kích nổ. Bản tin vào lúc 10 giờ 30 mỗi sáng sẽ cung cấp cho các bạn những góc nhìn đa chiều, những diễn biến nóng hổi nhất của phiên chợ hè trong 24 giờ qua. Nào, hãy cùng bắt đầu ngay với phần tin tức đáng chú ý thôi. Như vậy là thương vụ tốn nhiều giấy mực của báo chí trong mùa hè này xung quanh tương lai của hậu vệ Jun Koundé cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết. Và ngày hôm qua, trang chủ của Barcelona và Sevilla đồng loạt đăng tải thông báo hai bên đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng hậu vệ người Pháp. Theo những thông tin trước đó, Koundé sẽ gia nhập sân Camp Nou với mức giá là 50 triệu euro cộng với các khoản phụ phí. Anh sẽ trở thành chữ ký thứ 5 của Barca trong hè này sau những Frank Kessié, Andreas Christensen, Rafinha và Robert Lewandowski. Phát biểu trong ngày ra mắt, ngôi sao 23 tuổi nói: "Tôi rất tự hào và biết ơn, tôi không thể chờ đợi thêm nữa để gia nhập đội bóng và bắt đầu chương tiếp theo trong sự nghiệp với Barcelona." Huấn luyện viên Xavi là người có vai trò then chốt trong thương vụ này khi chính cuộc gọi của ông đã thuyết phục thành công Koundé chuyển tới đội bóng xứ Catalan. Man United vẫn đang tiếp tục gặp khó trên thị trường chuyển nhượng bởi những mục tiêu mà họ nhắm tới đều không dễ để chạm tay vào. Đó chính là trường hợp của tiền đạo Antony, cái tên hàng đầu mà huấn luyện viên Erik ten Hag nhắm tới để bổ sung cho hàng công của Quỷ Đỏ. Khúc mắc lớn nhất giữa Man United và Ajax Amsterdam lúc này vẫn là mức giá, khi mà hai bên có một khoảng cách rất xa trong việc định giá Antony. Theo tờ Gol Brazil, Man United đã đưa ra một lời đề nghị trị giá hơn 60 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ ở chân chạy cánh người Brazil. Tuy nhiên, lời đề nghị này lại nhận cái lắc đầu ngay lập tức từ Ajax bởi đội bóng Hà Lan cho rằng giá trị của lời đề nghị là quá thấp so với những gì mà họ yêu cầu. Đội chủ sân Johan Cruyff Arena khẳng định sẽ không bán số 11 của mình với giá thấp hơn 80 triệu euro. Tờ Daily Mail thậm chí khẳng định Ajax muốn nhận được đến 100 triệu euro cho thương vụ này. Các nguồn tin từ Anh đều cho rằng Ajax Amsterdam muốn biến Antony trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử của đội bóng này. Tất nhiên, họ không hề có nhu cầu bán bởi đã dư giả tiền sau khi chia tay một loạt ngôi sao trong hè này. Vậy nên những nhà đương kim vô địch Hà Lan hoàn toàn là đội bóng nắm đằng chuôi và thoải mái hết giá trước sự quan tâm của Man United. Tờ 90 phút cho biết Quỷ Đỏ đã cảm thấy rất sốc trước mức giá mà phía Ajax đưa ra. Đội chủ sân Old Trafford khẳng định sẽ không đời nào đáp ứng con số khổng lồ đó. Bản thân Antony cũng không thích thú với thông tin này bởi anh muốn được rời khỏi thành phố Amsterdam để chuyển đến Premier League chơi bóng. Mặc dù vậy, những cuộc đàm phán hiện đang rơi vào bế tắc. Nhà báo Laurie Whitwell cho hay Man United hiện đã bắt đầu tìm kiếm những mục tiêu khác khi mà việc có được Antony đang ngày một trở nên xa vời hơn. Giống như những người hàng xóm Manchester United, đội bóng đương kim vô địch nước Anh Man City cũng đang gặp khó trong việc chiêu mộ mục tiêu số 1 của mình là hậu vệ cánh trái Marco Cucurella. Trong khi Man City chỉ sẵn sàng chi ra khoảng 30 triệu bảng thì Brighton lại nhất quyết hết giá lên tới 50 triệu bảng cho hậu vệ người Tây Ban Nha. Trong bối cảnh đó, The Citizen đang chuyển hướng sang những mục tiêu khác, trong đó hậu vệ Alex Grimaldo của Benfica nổi lên như một ứng viên sáng giá. Cầu thủ 26 tuổi người Tây Ban Nha là một sản phẩm của lò đào tạo La Masia ở thời điểm huấn luyện viên Pep Guardiola dẫn dắt Barcelona, vậy nên ông không còn xa lạ gì với cầu thủ này. Lợi thế của Man City trong thương vụ này đó là mức giá rất rẻ của Grimaldo khi mà anh chỉ còn một năm hợp đồng với đội bóng chủ quản. Theo nhà báo Jeremy Coates, The Citizen cảm thấy tự tin với việc có được chữ ký của hậu vệ người Tây Ban Nha với mức giá khoảng 17 triệu bảng. Tất nhiên, đội chủ sân Etihad vẫn sẽ tiếp tục đàm phán để giảm thêm mức giá này, bởi cách đây không lâu một số đội bóng Anh, trong đó có Arsenal, đã được mời chào mua Grimaldo với giá chỉ 7 triệu bảng. Ngôi sao 26 tuổi cũng quyết tâm rời khỏi Benfica để gia nhập Man City. Anh đã đề đạt nguyện vọng của mình lên ban lãnh đạo và sẵn sàng nộp đơn xin được ra đi. Man City sẽ tiếp tục duy trì việc đàm phán với Brighton về trường hợp của Marco Cucurella. Nhưng nếu họ cảm thấy không thể có được mục tiêu số 1, nửa xanh thành Manchester biết rằng họ còn một lựa chọn có thể nhanh chóng chốt xong mang tên Alex Grimaldo. Tại AC Milan, ưu tiên hàng đầu lúc này vẫn đang được dành cho thương vụ chiêu mộ tiền đạo Jack de Catelier, sao trẻ người Bỉ hiện đang ở gần với việc rời khỏi Club Brugge để chuyển tới chơi cho đội bóng đương kim vô địch Serie A. Theo tờ 90 phút, hai câu lạc bộ đã đạt được thỏa thuận chung với mức giá tổng cộng là 35 triệu euro. Vấn đề về mức giá là thứ khiến cho những cuộc đàm phán kéo dài, dù cho de Catelier đã đồng ý với điều khoản cá nhân mà Milan đưa ra từ lâu. Sao trẻ 21 tuổi dường như đang tìm mọi cách ra đi khi anh thậm chí đã bỏ tập để gây sức ép lên đội bóng chủ quản. Tờ SLN cho hay Jack de Catelier không tham gia buổi tập của Club Brugge vào ngày thứ năm vừa qua. Tờ Sport Italia thì cho biết tuyển thủ người Bỉ sẵn sàng giảm yêu cầu về lương từ 2,7 triệu euro sau thuế xuống chỉ còn 2,2 triệu euro sau thuế một năm. Ngôi sao mới nổi của bóng đá Bỉ đang cố gắng
để có thể nhanh chóng được chuyển tới khoác áo AC Milan. Một đội bóng đang tìm kiếm tiền đạo mới là Newcastle United, đại gia mới nổi của nước Anh vẫn đang cố gắng để đưa về một ngôi sao tầm cỡ nhằm thể hiện tham vọng của mình. Biết được điều đó, nhiều ngôi sao lớn hiện đang có tương lai bấp bênh tại đội bóng chủ quản đã được mời chào tới Newcastle. Ba ngôi sao mới nhất mà đội bóng với biển danh chích chòe có cơ hội chiêu mộ là Timo Werner, Memphis Depay và Nicolas Pepe. Cả ba cái tên này hiện đang không có chỗ đứng tại đội bóng của mình và nhiều khả năng sẽ ra đi trong hè này. Hầu hết những trường hợp trên được người đại diện hoặc các bên trung gian mời chào tới nhiều đội bóng giàu có, trong đó có Newcastle. Mặc dù vậy, hai cái tên đang được báo chí Anh đồn đoán nằm trong tầm ngắm của huấn luyện viên Eddie Howe là tiền đạo Dominic Calvert-Lewin của Everton và Ivan Toney của Brentford. Bộ đôi Ismail Assar và Emmanuel Dennis của Watford cũng nằm trong danh sách theo dõi của Newcastle. Những cái tên như Werner, Depay hay Pepe hiện đang được đội chủ sân St. James Park xem xét, nhưng khả năng đội bóng này chiêu mộ một trong ba ngôi sao này là không cao bởi mức lương của họ là quá cao so với những đóng góp có thể mang lại. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Arsenal sắp hoàn tất việc cho mượn hậu vệ trẻ Nuno Tavares tới Olympique Marseille ở mùa giải tới. Mọi thủ tục cần thiết cho việc chuyển nhượng đã được hoàn tất. Hậu vệ người Bồ Đào Nha sẽ tới Marseille trong ngày hôm nay để tiến hành kiểm tra y tế. Bản hợp đồng mượn sẽ có thời hạn trong một mùa giải và không kèm điều khoản mua đất. Đội bóng nước Pháp sẽ trả toàn bộ lương của Nuno Tavares trong quãng thời gian mượn cầu thủ này. Việc đàm phán giữa Arsenal và Marseille diễn ra khá chóng vánh bởi hai đội có mối quan hệ tốt thông qua những thương vụ cho mượn vào năm ngoái như Matteo Guendouzi hay là William Saliba. Kế hoạch của pháo thủ là để Nuno Tavares đi du học trong một năm trước khi trở về cống hiến cho đội chủ sân Emirates. Trước đó thì Arsenal đã từ chối lời đề nghị mượn của Atalanta do pháo thủ nhất quyết không muốn chèn điều khoản mua đất trong hợp đồng. Với việc West Ham chưa mộ thành công tiền đạo Gianluca Scamacca, thương vụ chuyển nhượng tiền đạo Armando Broja từ Chelsea đã đổ bể. Trước đó thì The Blue cũng đã từ chối lời đề nghị trị giá 30 triệu bảng của búa tạ, khiến cho đội bóng huấn luyện viên David Moyes quyết định rút lui. Mặc cho chân rút người Albany nhất quyết đòi ra đi, Chelsea lại không muốn để mất cầu thủ trẻ tài năng này. Ngoài West Ham còn có Newcastle, Everton và đội bóng cũ Southampton muốn chiêu mộ Broja. Tuy nhiên, Chelsea đã từ chối mọi lời đề nghị dành cho ngôi sao 20 tuổi. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cảm thấy ấn tượng với Broja sau một năm cậu được gửi đi cho mượn tại Southampton. Tình hình trên hàng công của Chelsea lúc này cũng đang khá ảm đạm khi họ phải trả Romelu Lukaku về Italia, trong khi Werner và Hakim Ziyech thì cũng đang dục dịch ra đi. Nếu không muốn Kai Havertz trở thành mũi tấn công duy nhất trong suốt mùa giải, Thomas Tuchel buộc phải tìm cách giữ chân Armando Broja. The Blue thậm chí đang chuẩn bị tiến hành việc đàm phán gia hạn hợp đồng với cầu thủ này. Dù vậy, tuyển thủ Albany lại muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội thi đấu nhiều hơn. Anh từng gây sức ép với Chelsea để có thể chuyển tới West Ham nhưng không thành công. Và cuối cùng hãy đến với những thương vụ đã được hoàn tất trong 24 giờ qua. Bên cạnh thương vụ Jules Koundé, ngày hôm qua cũng chứng kiến một số bản hợp đồng khác được chốt xong. Tại nước Anh, Everton chính thức có được tiền vệ Dwight McNeil từ Burnley. Cầu thủ người Anh đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2027 với đội chủ sân Goodison Park. Atletico Madrid chính thức chiêu mộ thành công tân binh thứ ba khi đem về hậu vệ Nahuel Molina từ Udinese với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Trong khi đó, Man United chính thức công bố hai tân binh của họ là Christian Eriksen và Lisandro Martinez sẽ lần lượt khoác chéo số 14 và số 6 tại sân Old Trafford. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chuyển nhượng hàng ngày trên kênh Bình luận viên Anh Quân News. Chúc các bạn có một ngày thật tràn đầy năng lượng. Hẹn gặp lại trong các bản tin chuyển nhượng kế tiếp. Đừng quên khung giờ 10:30 hàng ngày nhé.